đón em nhé, sắp tới giờ đón em rồi đây. Rồi điền cho cô, người mù là gì? Không thể nhìn, anh ta không thể nhìn thấy, anh ta là người mù. Mù là bớ. Blind, viết thế này vô nhá. Blind. Rồi Peter và Susan không thể nói cũng không thể nghe hả? Đọc nó biết rồi. Thấy chưa? Rồi. Trẻ em khuyết tật là gì? Hand đi cap. Viết vào handicap children. Làm ơn hãy điền vào apply gì? Apply gì? Application, application form. Cô viết bên trên nhá. Mấy đứa tự điền bên dưới cho đẹp. Nhá, mẫu đơn đăng ký nếu bạn muốn tham gia câu lạc bộ. Một người mà đi từ một cái nơi đi chơi hoặc là đi thăm một cái nơi để mà giải trí thì gọi là gì? Du gì? Khách du lịch là gì? Tourist. Tourist, ok, khách du lịch. Một người làm việc trong cái ngành kinh doanh gọi là doanh nhân á là gì? Gì? Business. Business gì? Gì? Businessman. Businessman. Doanh nhân, người làm công việc kinh doanh. Businessman. Rồi. Tiếp theo. Ở một ngôi trường mà dạy các cô gái và cậu bé cùng nhau thì gọi là trường gì? Core education. Core này. Education. Educational. Core educational nhá. Core educational school. Chưa? Bác sĩ làm việc ở đâu? Đúng rồi. Rồi Brixton là cái gì của người Anh đây? Bao gồm có than, đá, dầu mỏ và ga. Phải tài nguyên thiên nhiên không? Na gì? Natural gì? Re gì? So Brixton natural resources include coal, oil and gas. Viết vào. Nào bây nào. Đây là kêu coi. Đi A. Ở xa hả? Đâu A thì đi A đấy chứ con. Đây là đâu A. Ở xa. Đi A thì ở gần. Cứ phân biệt được xa gần nữa. Đây là xa hả? Đã. Ở gần. Đi. Được chưa? Đây là đâu? Đây là đi. Có cứ nhầm đấy. Ở gần. Đi đâu? Đúng rồi. Đi đâu? Đúng rồi. Rồi. Cái bài này. Con sẽ viết một đoạn hội thoại hợp lý này. It's great, nó rất là tuyệt vời. Có ban công không? Ngôi nhà mới của bạn như thế nào? Căn phòng của bạn như thế nào? Con điền lại cho cô. Suy nghĩ đi, nó của bạn nó không làm được. Có bút chì, nó bút chì. Quá được. Hai năng lượng dừng lên, tiếp tục. Hoàn thành câu với động từ trong ngoặc sử dụng dạng đúng của động từ. Cô ta chăm sóc baby. Chúng ta sẽ viết từ care vào đây và C là chủ ngữ. So is care tensor vào. Làm ơn hãy ký tên bạn ở đây. Bây giờ viết từ ký tên là gì? Sign. Viết nguyên mẫu cho cô. Please sign your name here. They have a fashion show. Họ tổ chức một show trình diễn thời trang để mà gây quỹ cho người nghèo. Gây quỹ là gì? Raise fund. Ok. Đừng có thói quen xấu cho một đứa trẻ. Đừng có gì? Khuyến khích đúng không? Encourage. Encourage. Đừng có khuyến khích thói quen xấu cho một đứa trẻ. They are interested in. Họ rất là quan tâm tới tham gia SEA Games 22. Bây giờ cái interested in, chúng ta có giới từ in và sau nó phải là động từ thêm in. Và cái từ tham gia của chúng ta là participating. Thêm in vào participating. Rồi cô ta thích vẽ tranh chân dung với một cái bút chì. Cái từ vẽ của chúng ta là từ gì? Draw. Và chúng ta phải thêm gì vô? Thêm in vô vì đằng sau like. Ok, understand. Câu số 7, bọn họ cái gì? Thủy tinh từ những chai lọ cũ. Tái chế đúng không nào? Phải tái chế không? Recycle. Đây là sự thật hiển nhiên, chúng ta có thể chia hiện tại đơn được. Rồi họ từ chối cái gì anh ta như một thành viên của câu lạc bộ? Từ chối còn một từ duy nhất. Indron. Vậy ở đây chúng ta phải xài to indron cho cô. Bởi vì sao refill là to infinity. To indron. Họ từ chối chấp nhận anh ta như là một thành viên câu lạc bộ. Ok. Xong. Em đi xuống bài dưới. Xong rồi có. Xong bài dưới thì nghĩ đây. Xong chưa? Con nói này.
sister house. Rồi, chưa biết gì hết. Hi, your sister. À, nó nói cái gì đây này? Nha, nó có một cái kitchen, một cái living room và một cái... Đây, thằng con nó hỏi là nhà của bạn, nhà mới của bạn như thế nào? Câu số 1 viết ra có cái câu này vô. What's your new house like? Nhà mới của bạn như thế nào? Chào Jessica, nó rất tuyệt vời. It's great, đến vô đây. Rồi nó kể ra là có cái này, có cái kia. Nhá. Rồi bắt đầu nó mới hỏi tiếp là phòng ngủ như thế nào? Nó không to lắm, có bàn, có ghế, có giường ngủ như thế này. Xong thằng kia lại hỏi tiếp là có ban công không? Rồi nó trả lời là có này. Ok. Rồi tiếp tục. Chọn này con, mấy cái vật in chúng ta vừa học đó. Bố của tôi đã từng, con nhớ cấu trúc đã từng làm gì trong quá khứ không? You to cộng động từ nguyên, nguyên mẫu. Cho nên câu này khoanh vào cái gì? You to gì? You to smoke được chưa? Trương, cất điện thoại đi ngay. Rồi stop nè. Làm ơn hãy dừng hỏi tôi các câu hỏi đi. Dừng luôn ấy. Dừng luôn là sai cái gì? Dừng luôn là vật in hay là chu? Có phải nhặt tiền không? Phải dừng lại làm việc khác không? Là dừng luôn nhá. Dừng luôn chọn gì? Nhìn ra nó là nó sai được nữa. Giỏi quá. Làm ơn hãy dừng hỏi nhá. Tiếp theo. Be you chu. Nói cho tôi. Con mới viết ra cho anh chị đây này. Cho rồi be you chu của tôi đâu rồi? Nó ở bên này. Đằng sau be you chu cộng động từ thêm. In. Rồi. Quen với cái gì đó. Tôi đã quen với việc làm việc với cái, tức là tôi đã quen để tivi mở rồi. Rồi câu số 4 này, cô ta hy vọng đằng sau từ hope viết cho cô. Hope cộng với true infinity. Lẽ ra chúng ta học thêm cái phần true infinity này thì làm bài nó dễ hơn này. Đằng sau hope là true infinity. Cho nên khoanh câu này là khoanh cái true have này này. Đằng sau enjoy là gì? Quá dễ luôn. Đằng sau enjoy chứ? Hả? Đằng sau enjoy là gì? Vập in hay là chu infinity? Nhìn vào kia. Hả? Ô hai cái đứa này. Vập in thì nói đi, vập in đi. Sao cứ im re thì cô đấm cho quả bây giờ bực quá. Rồi giới từ up nè. Cô nói rồi đằng sau giới từ là gì? Đằng sau giới từ là gì? Động từ gì? Hả? Vậy mà không nói được nữa. Rồi đằng sau nick này viết cho cô. Nick sẽ cộng với true infinity. Vậy thì câu 7 chọn cái gì? Câu 7 chọn cái gì? Trương. Hả? True come, nói to vào. Trời ơi, ăn cái gì nó nhỏ vậy? Tiếp theo, đằng sau one cũng là true infinity. Con phải viết cái này vô nha, viết lên trên á. Chứ không làm sao mà nhớ được con. Cho nên xài cái gì? Châu. One gì? Quán gì? Không đọc được luôn. Nhìn vào sách mà đọc. To become. Rồi câu 9 chương. Đằng sau dislike là không thích. Đằng sau không thích là chọn cái gì? Những cái đồng từ mà chỉ sự yêu thích luôn luôn là vập in đó con. Nhớ đấy. Học không nhớ được cái gì hết. Về có học thuộc bài đâu. Thật là khó khăn. Nhớ công thức này. Chủ ngữ giả với ít y này sẽ cộng với tính từ này. Sau đó sẽ cộng true infinity cho cô. Ghi vào. Và đây là gì? Rồi chép vào. Cô đoán em đã. Rồi stop. Ngừng tranh cãi và bắt đầu làm việc đi. Rồi ngừng luôn này. Ngừng hẳn luôn này. Là gì? Agree gì? Agreeing. Viết vào. Ngừng và bắt đầu làm việc là đằng sau start động từ thêm in thôi. Đằng sau like là động từ. À động từ thêm gì? I like thinking. À, động từ thêm in. I like thinking carefully about things before. Before là giới từ đó con. Making. Ok, before making. Tiếp. Tiếp. Tiếp này. Yêu cầu anh ta cái từ ask cộng tân ngữ cộng với true infinity con nhá. To come, ask him to come in. Đừng có bắt anh ta đứng ở ngoài cửa. Ở đây chẳng là to stand. To stand. To stand. Don't forget. Đừng có quên nhiệm vụ bổn phận này. Đừng có quên khóa cửa trước khi đi ngủ nào. Nhiệm vụ bổn phận là gì? Là chu gì? Chu lóc này nhá. Before là giới từ cho nên đây xài going.
Going. Rồi, success in là giới từ thì xài động từ thêm. Thêm in. À, bạn có thành công giải quyết vấn đề không? Let me cộng động từ nguyên mẫu này, suggest. Let cộng động từ nguyên mẫu nhá. À, để tôi đưa ra một vài giải pháp. Nick cộng to infinity cho cô nhá. À, the your jacket Nick. À bây giờ ở đây này. Trả cho cô cái từ washing bởi vì đây là câu bị động của Nick. Áo khoác của bạn có cần được giặt không? Động từ thêm in cho cô bởi vì đây là câu bị động. Một mẫu câu hoàn toàn mới. À, ở đây Nick cộng với to infinity Nick iron. À, nhưng mà bạn cần phải ủi nó. Prefer cộng động từ thêm in cho cô con nhá. À, bên này cũng là động từ thêm in luôn. Riding tức là thích làm cái này hơn cái kia, và đây là tôi thích đi bộ hơn là đạp xe. Đừng có cố gắng thuyết phục tôi. À, không có gì làm tôi thay đổi ý kiến của tôi đâu. À, đừng có cố gắng mà thuyết phục tôi. Đây là try to persuade. À, don't try to persuade me. Nothing can make me. Make cộng tân ngữ cộng động từ nguyên mẫu. Không to. Change my mind. It was a really good holiday. Nó thực sự là một kỳ nghỉ rất tuyệt vời. Enjoy động từ thêm. Thêm in. Tôi thực sự thích ở gần biển. Rồi đằng sau mai động từ thêm in. Tôi không phiền đi bộ về nhà, nhưng tôi thích bắt taxi hơn. Ở đây xài có động từ nguyên mẫu không trù. Ghét bởi vì có good rather cộng động từ nguyên mẫu không trù. Chép xong chưa? Để xuống bài dưới. Này không phải rồi. Không phải dưới đấy. Rồi câu này là chia động từ ở simple tense. Hiện tại đơn cho cô. Rồi hiện tại đơn con. Chủ phim là chủ ngữ số ít, chúng ta xài đơ này. Đơ đờ phim gì? Động từ nguyên mẫu. Begin. Viết vào đơ đờ phim begin. Có phải bộ phim bắt đầu vào lúc 3:30 hay là 4:30? Rồi cái triển lãm nghệ thuật này nó là chủ ngữ số ít, open thêm sờ cho cô. Mở vào ngày 3 tháng 5 và kết thúc cũng thêm sờ vào cho cô. Tàu hỏa sẽ rời đi, hiện tại đơn. À, nãy nó rồi. Hiện tại đơn diễn tả tương lai đó. Và đến, arrive cũng thêm sờ vào. Chúng tôi bắt đầu công việc vào ngày thứ hai. Start giữ nguyên. À, start giữ nguyên. Chủ ngữ số nhiều. Và finish cũng giữ nguyên vì chủ ngữ ở đây vẫn là we. À, chưa?
Tôi rất là chán với chương trình TV này. Khi nào nó kết thúc? Chủ ngữ ở đây là it, chúng ta sẽ the. When the is finished. Bởi vì sao chúng ta không cần suy nghĩ thì? Nó đã bảo mình là hiện tại đơn trên đây rồi, không cần suy nghĩ gì hết trơn, gấp chi hiện tại đơn thôi, hiểu chưa? Suy nghĩ tiếp đi. Suy nghĩ đi, chẳng suy nghĩ gì đâu. Câu 2, có bao nhiêu tầng, có bao nhiêu cấp độ nha, nó có bao nhiêu level, nó có mấy level đây, trên đây 5 level, thấy chưa, thấy chưa, it top 5 level. Rồi, cái gì ở trên mái nhà, có một cái sân bay trên mái nhà, there is a heliport on the roof. Nó mở cửa khi nào, nó mở cửa vào mỗi ngày từ 7:30 cho tới 4 giờ chiều, nó ở trong này hết, thấy chưa. What time gì? Chúng có số ít xài đơ cho tôi. Đơ cho gì? Đơ cho trên, động từ nguyên mẫu cho tôi vì đã xài đơ rồi. Tiếp theo, 7 giờ sáng, nó thì ghét thêm sơ vào, được chưa? Rồi, next Friday mặc dù tương lai nhưng mà xài cho tôi hiện tại nó là y thôi. Rồi, thứ 6 tuần sau là ngày 13 đó, thứ 6 ngày 13 là ngày xui xẻo. Where gì? Where do they gì? Collect giữ nguyên. Where do they collect? À, người ta họ thu thập rác ở đâu? Ở chợ Đồng Xuân. Rồi, what time gì? Do gì? Chủ ngữ số nhiều sẽ do, chủ ngữ số ít sẽ do thôi, dễ không? What time do you finish? My train leave thêm sờ vì chủ ngữ số ít, dễ on. Dễ không? Dễ không hai đứa? Dễ bằng thớt ăn cháo nữa. Từ bên kia về. Rồi tiếp. Đồ lười biếng. Rồi, chia động từ trong hoặc ở present progressive. Progressive là thì hiện tại gì? Tiếp diễn. Và present simple là hiện tại đơn. Phân biệt hai thì nha. Hiện tại tiếp diễn là một hành động đang xảy ra tại thời điểm đang nói. Trong câu có now, right now, at the present, at the moment, some, rồi gì nữa? Chấm than, today, tomorrow, rồi gì, tonight. Chủ ngữ cộng amia cộng động từ thêm bên, đúng chưa? Để tiếp diễn đó. Thì cái mặt nó ngơ ngáo như con cáo. Đồ nói dài không? Không? Phải nói như vậy giống mình học thuộc lòng chứ không? Học chưa? Ok, con đọc lại không? Có. Đọc lại không? Có. Con đọc hiện tại đơn trước đây. Cô đọc đấy. Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật, hiển nhiên một thói quen hàng ngày, một chân lý. Chủ ngữ số nhiều động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít động từ thêm SES vào. Câu phủ định thì các con sẽ xài đơn hoặc đơ dần cộng động từ nguyên mẫu. Câu nghi vấn thì các con sẽ xài đu hoặc là đơ cộng động cùng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu thêm trong hoặc với câu. Được chưa? Hiện tại đơn nó mới làm xong á. Nó làm bài kia kìa. Thì mặt thích thì. Rồi trong câu có everyday, sometimes, usually, often. Được chưa? Rồi, đó là thì hiện tại đơn. Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm đang nói. Công thức là chủ ngữ cộng amia cộng động từ thân minh, đúng chưa? Dấu hiệu là now, right now, at the present, at the moment. Dấu chấm than. Hoặc là at this time. Hoặc là today, hoặc là tonight. Chúng ta sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn. Rồi, làm bài. Nói nhiều mệt. Rồi tonight nè. Tonight hiện tại tiếp diễn cho cô. You là xài A cho cô rồi. Chủ động từ to be đó. Câu nghi vấn are you gì? Do gì? Are you doing? Đúng chưa? Đấy. Rồi yes. À. Tối nay bạn sẽ làm gì? Bạn có làm gì vào tối nay không? Có. I am going to the stadium to meet my friend Richard. À, anh ta sẽ ở đây vào ngày cuối tuần. Chia tương lai luôn đi. Hả? He gì? He is staying here for the weekend. Tàu của anh ta sẽ đến vào lúc bây giờ tàu hỏa, lịch trình tàu xe lại ghét thêm sờ thôi cho tôi thôi, được chưa? Mới học xong. Bài nghe này. Bài nghe giờ mở file nghe. Không thì xong luôn đi, file đáp án luôn đi. Khỏi đau đầu đau não lên lớp làm cái thoải mái cuộc đời. Là cái bàn ở đâu này? Đáp án của chúng ta là câu A. Cái bàn nó ở dưới cái cửa sổ này. Đáp án là câu A liên quan đến window ở cửa sổ. Rồi tầng mấy, nhà của John là tầng mấy? Người ta bảo là tầng 8 là đây này, tầng 2 người ta đọc là the second floor nha. Cái số 2 này người ta đọc là second floor. Đó. Và fit này. Rồi đây là chữ A này. Và con nghe được chữ A đó là chữ C với đắt. Không có rảnh không mở nha. Câu số 3 này. Cây không có cái gì trong phòng ngủ cô ấy. Cái này là cái tấm thảm này. Nó không có cái gì nha. Nghe là không có ấy. Cái này là gì?
Cái này là book gì? Book key này. Cái này là gì? Desk này. Rồi computer này. Đấy. Và ở đây nó không có giá sách nhá. Trong phòng ngủ nhá. Đây đó. Peter ở đâu này? Đây là ở đâu đây? Library này. Đây là ở đâu đây? Museum này. Rồi, đây là ở đâu ta? Gym này. Vậy là Peter nó ở gym á. Đấy, quay lại câu hỏi cho mình nghe. Được chưa? Sách bài tập làm một ít rồi về. Còn 1 phút nữa. Chết tâm. Rồi xong đi về. Emma này. À sao nó bảo gì? Ồ tôi đã quên điều này rồi. Xong rồi thằng Matthew nó sao? Có lẽ là tôi sẽ gặp bạn sau. What gì? Bạn sẽ làm gì vào tối nay? Ở đây xài hiện tại tiếp diễn cho cô. What are you? What are you doing? Viết nào. What are you doing vào tối nay? À tôi sẽ đi. I am going to the cinema với Vicky. Bộ phim. À bộ phim lịch trình. Lịch chiếu của bộ phim thật sai cái thi gì nhờ? Hiện tại đơn nha, thêm S vào. Bộ phim chiếu hoàn kết thúc sớm. Vì thế chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ đi đâu? We are going cho cô. We are going to a pizza a place. Đi ăn pizza. Xong chưa? Xong nghỉ.